cả các bạn đến tham dự chương trình trực tiếp livestream buổi tối hôm nay. Tối hôm nay mình chia sẻ đến bạn cái chủ đề là những cái bài học sâu sắc trong đời, chính cái bài học sâu sắc trong đời. Và chương trình cũng mới bắt đầu thôi, nên bây giờ chúng ta cùng nhau giới thiệu, làm quen nhau và chúng ta cùng nhau chào nhau trên hai kênh. Bạn nào mà chưa biết mình thì các bạn comment số 1, chúng ta cùng nhau chưa biết mình thì các bạn comment số 1, chúng ta cùng nhau làm quen. Bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu họ tên của các bạn, khu vực của các bạn, tỉnh của các bạn ở, nơi vị trí các bạn đang ở, làng quê của các bạn, khu chúng ta đang kinh doanh gì, làm gì, để chúng ta kết nối mọi người được với nhau, để chúng ta làm quen với nhau. Để mọi người cùng nhau xem livestream này rồi cùng nhau biết nhau, rồi chúng ta cùng tương tác nhau. Và các bạn cũng cứ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để các bạn nhắc lại để chúng ta cùng nhau nhớ. Hoặc là người thân của các bạn, bạn bè của bạn họ thấy được, họ xem được thì nó rất là quý giá. Chúng ta giới thiệu về nhau đi. Mình chưa thấy các bạn giới thiệu về các bạn gì hết. Mình chưa thấy ai đang online và giới thiệu, các bạn nói một vài câu đi để mình còn biết các bạn đang xem cái livestream này. Chương trình của tối nay, hôm nay tối nay nó khá dài, khá dài. Và hồi nãy mình quên lấy nước rồi nha, chắc chút xíu là mình phải nói nửa chừng rồi mình đi lấy nước nữa. Và chúng ta hãy kết nối với nhau, chào nhau, làm quen với nhau các bạn nha. Những cái bài học sâu sắc trong đời, thường thường thì chúng ta sinh ra làm con người và chúng ta có những cái bài học rất là sâu sắc mà đôi khi chúng ta quên đi, quên đi. Và càng về lớn tuổi, càng về già rồi thì chúng ta mới có được. Và khi về già chúng ta có được thì chúng ta lại như thế nào? Chúng ta lại quên đi. Chúng ta lại quên đi. Chúng ta bên Facebook, mình không hiểu, như bên Facebook nó đang dừng, nó không hoạt động thì phải. Các bạn ở bên Facebook có thấy mình không vậy? Hình như nó đứng thì phải. Mình thấy ở bên YouTube nó làm rất là đang chạy rất là tốt, mà ở bên Facebook sao mình không thấy các bạn nào giới thiệu mình vậy? Các bạn nào giới thiệu bên Facebook thì các bạn giới thiệu, các bạn comment đi. Mình cảm giác giống như là nó không hoạt động. Và thường thường thì cái lúc mà chúng ta còn trẻ, chúng ta không có nhớ được, không có biết cái gì nó hiệu quả hay nó không hiệu quả. Cho tới khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta về lớn tuổi rồi chúng ta mới ngộ ra những cái điều và nó làm cho chúng ta phải day dứt, chúng ta phải trăn trở và chúng ta ước gì, phải chỉ cái điều này mà làm sớm hơn. Thì đây là cái buổi tối hôm nay mình chia sẻ về về chính cái điều rất là đặc biệt này. Chào bạn Huỳnh Thị Tâm, chào bạn Phương. Và các bạn bên YouTube mình thấy các bạn chưa có giới thiệu về các bạn nhiều. Các bạn bên Facebook thì bây giờ qua đọc các bạn mới bắt đầu online. Và tiếp tục cái bài học mà mình muốn nó gửi đến các bạn đầu tiên. Các bạn nên ghi ra, nốt ra thì tốt hơn, để những người vào xem sau đó, họ biết được cái livestream này. Chào bạn Vàng Ngô, tuyệt vời bạn Vàng Ngô. Bài học thứ nhất là chúng ta hãy luôn nghĩ về cha mẹ và hãy luôn dành thời gian để chăm sóc ba mẹ của mình. Phần lớn là chúng ta không dành thời gian cho những cái việc này. Đặc biệt là lúc cho chúng ta còn đang trẻ, còn đang làm việc thì chúng ta như thế nào chào bạn Hằng Thi. Chúng ta cứ mãi lo làm ăn, lo quên đi mà chúng ta không có dành thời gian cho cha mẹ của mình. Đặc biệt là những cái người ba mẹ chúng ta khi mà họ lớn tuổi rồi, ví dụ họ bị bệnh một cái gì đó rồi chúng ta mới quan tâm. Và khi chúng ta quan tâm thì sao chúng ta quan tâm thì cái lúc ba mẹ mình cũng đã bệnh rồi. Thường thường là chúng ta đợi ba mẹ mình đổ bệnh rồi chúng ta mới quan tâm. Và cái điều này nó làm cho nhiều người chúng ta phải hối tiếc. Như bản thân mình thì mình ở Sài Gòn. Ba mẹ ruột của mình thì ở mãi ngoài Cam Ranh. Thì một năm mình mới về được một lần. Một năm mình mới về được một lần. Và khi
mà mình về vậy thì các bạn thấy không ạ? Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra rằng là chào bạn Đặng Võ Tánh, một cái câu hỏi đặt ra ở đây rằng là một năm chúng ta về nhà ba mẹ mình có một lần vào cái dịp Tết thôi. Vậy thì chúng ta có lẽ chúng ta gặp ba mẹ mình thêm 10 lần nữa đúng không? 10 năm nữa, 10 năm nữa ba mẹ mình cũng lên 70 tuổi rồi. Các bạn thấy chưa? Và đợi lúc mà ba mẹ bệnh nằm xuống hoặc là gần đất xa trời rồi chúng ta mới cảm giác hối tiếc. Hoặc là đợi ba mẹ mất rồi rồi chúng ta mới ngồi trên cái mộ đó rồi chúng ta hối tiếc. Cái con người chúng ta rất là kỳ lạ vậy á. Cái lúc còn sống thì chúng ta không dành thời gian cho những việc đó. Cái lúc mất đi rồi thì bắt đầu chúng ta ngồi chúng ta hối tiếc. Nên là like cả hai bên luôn em, bạn Ly. Mình vừa like bên YouTube và vừa like bên Facebook. Rồi lúc đó chúng ta mới bắt đầu hối tiếc là tại sao chúng ta không quan tâm ba mẹ sớm hơn. Chúng ta không thuốc thang cho ba mẹ, và lại gì ạ? Lại day dứt chính mình. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là chúng ta đã quan tâm với ba mẹ mình khi ba mẹ còn sống chưa? Chào bạn Thoa ở ngoài Hà Nội, em phải giới thiệu bạn ngoài Hà Nội để mọi người biết em. Chúng ta đã dành một cái thời gian để chúng ta suy nghĩ về ba mẹ của mình chưa? Các bạn có xác nhận với mình rằng là ba mẹ như ba mẹ mình á, ba mẹ mình là có 6 đứa con, ba mẹ mình là có 6 đứa con. Một mình ba mẹ lo cho 6 đứa con được. Nhưng mà 6 đứa con nó lại không lo nổi cho ba mẹ. Các bạn thấy vui không? Các bạn thấy nhiều lúc cũng vui đúng không? Một mình nhưng mà gia đình mình 6 đứa con, mình thấy có gia đình chục đứa con. Một mình ba mẹ lo chục đứa con. Nhưng mà một cái nghịch lý đó là chục đứa con nó không lo nổi cho hai ông bà. Nó làm cho hai ông bà nó bỏ cho ông bà lấy lát, nó làm cho ông bà phải rất là thất vọng. Các bạn xem cái livestream này tối nay mình chia sẻ những điều rất là thú vị, nên các bạn nên chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn và mời mời người thân, mời bạn bè mình vào xem các bạn ơi. Bên Facebook mình không hiểu ở này nó có cái chức năng này, nó có cái gì mà sao ít người xem dữ. Bình thường là nó lên tới 50 60 cả trăm người mà sao bữa nay nó livestream mà nãy giờ rồi mà nó có 16 người, nó thậm chí nó còn thua bên YouTube nữa. Mình không hiểu được nó đang có cái điều chỉnh gì nhỉ? Ý ở đây mình muốn nói với các bạn là vậy đó. Nó là ba mẹ chúng ta thì lo cho con cái chúng ta rất là tốt, nhưng mà chính chúng ta lại là không lo lại được cho ba mẹ tốt. Nên là nếu chúng ta không để cuộc đời chúng để cái cuộc đời chúng ta nó không phải hối tiếc, và để cái cuộc sống chúng ta nó cảm giác nó thanh thản hơn, thì chúng ta hãy dành thời gian, một cái thời gian, một cái tài chánh, một ít công sức, một ít cái sự vỗ về. Bên Facebook cũng đang like em vào cái trang của mình em sẽ thấy, nhưng mà có lẽ là hình như là nó không có báo lan tỏa như mấy bữa. Đúng rồi Sang nếu mà chưa có tài chánh nhiều thì đó là cái sự quan tâm em, cái sự nói chuyện, cái sự ngoan ngoãn của mình, cái sự tập trung của mình, nó làm cho ba mẹ vui, nó làm cho ba mẹ hài lòng. Cái đó là cũng là một cái cách để chúng ta suy nghĩ về ba mẹ của mình. Tất nhiên là mình đang nói cái việc mà để sau này thì chúng ta không hối tiếc. Còn tài chánh thì có người sẵn sàng, nhưng mà có người thì chưa sẵn sàng. Vậy thì vừa rồi cái ý thứ nhất mình chia sẻ với các bạn thấy cái điều này nó có hay không ạ? Nó có thú vị không ạ? Nó có ý nghĩa không ạ? Nếu mà nó có ý nghĩa thì các bạn comment cái bài học xuống, và khi nào thì bạn làm cái việc này, và khi nào các bạn hành động nó một cách rất là quyết liệt về cái việc này. Lâu nay các bạn có quan tâm, các bạn có hay gọi điện về cho cha mẹ của mình, các bạn có dành một khoản cái kinh phí tài chánh về cho cha mẹ của mình không ạ? Thì nếu mà có thì các bạn comment xuống các bạn, để các bạn thấy rằng là chúng ta cần 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 phải quan tâm hơn.
Và bạn nào mà chưa, hồi nãy giờ bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 nha. Các bạn nhớ bấm vào subscribe, bấm vào nút follow, inbox kết bạn mình để mỗi khi cái livestream nó có thì nó lan tỏa ra. Mình không hiểu sao hôm nay Facebook nó không lan tỏa, mấy bữa Facebook lan tỏa dữ lắm mà mình cũng không lý giải được nha. Rồi tiếp tục cái thứ hai là cái đây là mình chia sẻ cho các bạn trẻ. Cái thứ hai chúng ta phải lưu ý là chúng ta đừng có chi quá nhiều tiền cho đám cưới, cho một cái đám cưới. Có nhiều bạn cái đám cưới chi tiền hoành tráng lắm, tốn rất là nhiều kinh phí, mà nó không có thực tế, đốt tiền vào cái đám cưới rất là nhiều, rốt cuộc rồi nó lại như thế nào ạ? Trong khi cái kinh phí gia đình hai bên thì thiếu thốn, mượn tiền, thậm chí tiêu tốn tiền rất là nhiều cho cái đám cưới. Mình cũng rất là vui là cái đám cưới của mình không có tiêu tốn nhiều, mình rất là nhẹ nhàng thôi. Một đám cưới rất là nhẹ nhàng, đầy đủ. Nhưng mà hồi kia mình đám cưới ở bên mình thì mình tổ chức ở ngoài Bình Quế, ngoài nhà hàng Bình Quế. Mình với vợ mình thì cũng không có đi chào bạn Đỗ Phú Bình, cũng không có đi ra ngoài, không có đi ra ngoài chụp hình hoành tráng, mà chụp một số tấm ở trong studio thôi. Nhưng mà mình thấy cái điều đó nó hay kinh khủng. Để sau này á các bạn, sau này khi mà con mình nó lớn lên á, baby lớn lên á, thì vợ chồng gia đình mình lại đi chụp hình chung với con, và tự nhiên cái hình đó mình thấy bây giờ mình ngắm cái hình đó nhiều hơn là cái hình chi cho vợ chồng đám cưới kia. Và sau đó nó như thế nào các bạn? Và sau đó nó như thế nào ạ? Mình với gia đình mình là đi chụp chung hình chung với mấy lần rồi, có con có cái như vậy thì nó ý nghĩa hơn nhiều, nó ý nghĩa hơn nhiều, có cái đứa con vô nó có ý nghĩa hơn nhiều. Có quá nhiều người chi quá nhiều tiền cho đám cưới. Không chi nhiều tiền cho đám cưới là em nghèo mắt thầy Duy ơi. Mình chưa hiểu. Bạn Lệ Quyên, mình hiểu ý rồi. Mình hiểu ý bạn Lệ Quyên rồi. Bạn Lệ Quyên là làm bên studio ảnh cưới, mà kêu không chi tiền cho ảnh cưới thì thầy khách nó không chi tiền nó cho mình nhiều đúng không? Mình hiểu rồi. Nhưng mà bạn an tâm đi, có mấy người xem cái livestream này thôi. Bạn Lê Quyên ha, có mấy người xem livestream này nè, tôi còn phần nhiều là vẫn không có xem, mà mọi người thì họ tiêu tốn cho cái đám cưới nó kinh khủng lắm á. Nên là em an tâm đi Lê Quyên ha. Hoàn toàn an tâm đi, khách ngoài kia nhiều lắm. Còn khách ở bên cơ, em thấy không, bây giờ mọi người đang xem cả hai kênh luôn chưa được 50 người. Có Đỗ Phú Bình chuẩn bị đám cưới này Lệ Quyên. Nếu mà em tiếp cận với Bình thì chắc là Bình nó cũng sẽ không chi nhiều tiền cho đám cưới đâu. Ok, nói vui như vậy thôi nhưng mà đúng nó là như vậy. Nhiều người nghĩ rằng là chúng ta chỉ có một lần đám cưới trong đời, rồi chi quá chi cho đám cưới hai bên, rồi sắm sửa, rồi làm rất là hành tráng, rồi đi hưởng tuần trăng mật đồ. Làm tức là nó mang tính tức bề nổi. Tuy nhiên chừng cuối cùng khách hàng siêu tiềm năng. Ok bạn Bình. Tuy nhiên cuối cùng chúng ta xây dựng cái tổ ấm nó như thế nào thôi, chứ còn nếu mà chúng ta cứ sáo rộng theo cái việc kia thì các bạn thấy không, nó chả mang cái ý nghĩa gì hết. Và chắc chắn rằng là bạn nào đã từng hoang phí cho những cái việc này, các bạn nào đã từng hoang phí cho những việc này thì chắc chắn rằng là các bạn có một cái suy nghĩ, các bạn có một cái trăn trở lớn rồi. Mình tin nó là như vậy, các bạn có một cái trăn trở rất là lớn rồi. Vâng. Và đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn là làm bố làm mẹ là một cái điều nó rất là ý nghĩa trong cái cuộc đời này, nó vô cùng ý nghĩa các bạn ạ. Mình bản thân mình là mình là một trong những cái người mà có gia đình trễ, 35 tuổi mình mới có gia đình, thì tới 37 tuổi, hơn 37 tuổi mình mới như thế nào, mình mới lần đầu tiên mình được làm bố. Và các bạn thấy cái ý nghĩa
của cái việc làm bố, các bạn thấy nó ý nghĩa không thể tưởng được các bạn. Một cái đứa con, dĩ nhiên trước đó là mình có rất là nhiều đứa cháu, mình có rất là nhiều đứa cháu. Bạn Minh Sang tâm lý một lần trong đời mà tiêu hoang phí quá các bạn. Ok bạn Minh Sang, nhiều lúc chúng ta tiêu cho cái tiền đám cưới quá lớn mà chúng ta lại quên đi ba mẹ phải lo chúng ta rất là cực khổ. Có những người không tự lập được phải bắt ba mẹ lo đám cưới cho mình, các bạn thấy là tội nghiệp ghê. Tuy nhiên nó rất là hoang phí. Cái thứ ba mình muốn nói với các bạn là ý nghĩa của cuộc đời làm ba mẹ. Mình nghĩ trong cuộc đời mà không được làm ba mẹ là một cái bất hạnh lớn nhất các bạn ạ. Một bất hạnh vô cùng lớn lắm. Bởi vì sao ạ? Mình ngộ ra điều này là tới năm 37 tuổi mình mới ngộ được. Các bạn trước đó làm mình có cháu. Mình có cháu, mình có những đứa cháu. Mình cũng thương những đứa cháu lắm chứ bộ. Làm bác của những đứa cháu, làm chú đứa cháu, làm cậu đứa cháu. Các bạn thấy các bạn có làm chú, làm cậu, làm bác của 10 đứa cháu đi nữa thì nó cũng không ý nghĩa, nó cũng không tuyệt vời bằng việc làm bố của một đứa con, hai đứa con của mình. Và cuộc đời mình được làm bố là mình thấy cái cuộc đời này nó ý nghĩa vô cùng. Nó ý nghĩa không thể tưởng được các bạn. Nó ý nghĩa không thể tưởng tượng được. Và nó như thế nào các bạn? Và nếu được bạn nào đó mà vì một lý do gì đó mà hoãn lại cái khả năng làm bố làm mẹ của mình thì mình khuyên các bạn hãy nên sớm cái này với cái cuộc đời nó ý nghĩa. Mà nói cái cuộc đời. Các bạn có nhiều bạn mình thấy là họ có gia đình về mà họ không chịu có con. Đó. Họ không có hiểu rằng cái cuộc đời mình mới ý nghĩa rằng là cái cuộc đời làm bố mẹ nó ý nghĩa. Mình mà nó hồi giờ mình chưa làm cái việc gì mà nó ý nghĩa bằng cái việc mà làm bố mẹ. Mình chưa chứng kiến cái việc gì. Không biết là các bạn nào đang xem video này các bạn đã đang làm bố mẹ chưa, và các bạn có cái cảm giác như mình hay không. Nên mà nếu mà với cuộc đời này mà các bạn hoãn đi cái ý nghĩa làm bố mẹ của mình thì mình nghĩ là nó như thế nào à? Nó có một cái gì đó mà bạn đang đánh mất đi một cái tài sản các bạn. Đang đánh mất đi một cái tài sản. Mình nói là từ lúc mà Bambi nó ra đời các bạn, bé Bambi ra đời á. Bé dạy cho mình rất là nhiều bài học. Bé làm cho mình lớn khôn ra. Bạn Hồng Tuyền cảm nhận được nè đúng không? Không biết Ninh có đang xem không, biết Ninh nó có cảm giác như em không? Bạn Hồng Tuyền cảm nhận được nè. Bạn đang cảm nhận được đúng rồi. Nó không có cái gì diễn tả bằng. Bạn Nguyễn Thị Thảo tuyệt vời nhất trong cuộc đời là được làm ba mẹ, làm cha thầy ạ. Con là hạnh phúc nhất với em. Con là sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời, đúng rồi. Bạn Thảo chia sẻ đó. Được làm bố mẹ là việc vô cùng ý nghĩa trên đời này. Bạn Đỗ Phú Minh thì chưa được làm bố, bây giờ là mới chuẩn bị thôi, mới gần thôi. Bạn ơi tranh thủ đi bạn ơi. Và khi mà mình được làm bố rồi mình mới nghĩ rằng là tại sao mình lại không làm bố sớm hơn vậy? Tại sao mình không làm cái việc này, bởi vì nó to lớn và nó ý nghĩa quá mà. Tại sao vậy nhỉ? Và tất cả các bạn phải không? Cái điều tuyệt vời của làm bố là nhìn thấy đứa con mà nó lớn lên mỗi ngày. Cái sự kỳ diệu lắm. Và mình dành tình cảm cho con, rồi mình dạy cho con. Ok chưa? Ok chưa? Và nó giúp cho mình hiểu ra được gì ạ? Nó giúp cho mình hiểu được cái ba mẹ của mình. Nó giúp cho mình hiểu được cái cuộc đời làm bố. Làm mẹ, những người phía trên mình họ đang nghĩ cái gì. Và nó giúp cho mình hiểu được cái ý nghĩa của cuộc đời này. Mình mới đi, để mình kể các bạn, mình mới đi ăn tối với một bạn về. Bạn đó cũng sắp có gia đình. Và khi mà bạn chuẩn bị có gia đình đó, thì trong thời gian qua thì bạn cũng có cái tranh luận mà. Bạn cũng có tranh luận với gia đình bên vợ. Gia đình bên vợ bạn về cái việc mà theo đạo chứ không theo đạo. Bởi vì bên vợ bạn là người đạo Thiên Chúa giáo, mà bạn có vợ thì phải theo. Và bắt đầu bạn tranh luận với cái người bố vợ về cái việc theo đạo không theo đạo, rồi tranh luận còn gọi là tranh luận thắng thua.
và nó có xảy ra cái sự cãi cọ với nhau, và vợ của bạn chuẩn bị cưới đó, và bạn cưới là cũng là học trò của mình, biết nó là cũng có liên hệ với mình, thì hồi nãy mình mới đi ăn tối với bạn và mình chỉ nói với bạn một cái điều nó như vậy này, mình nói rằng là em sao em vẫn còn háo thắng quá, em vẫn còn hơn thua, em vẫn muốn thắng. Mình mới nói rằng là thắng mà em xích mích thì em được cái gì mà, và mình đặt cái trường hợp này, bây giờ em chuẩn bị làm bố rồi, sắp tới em có gia đình này, em là chuẩn bị làm bố và em có hình dung đi, em làm bố và em có đứa con gái, và các bạn biết cái đứa con trai nó rỡ nha, nếu em có đứa con trai rỡ nha, mình đặt cái câu hỏi với bạn vậy á, và nếu mà em làm bố và em có đứa con gái, và em hình dung đi, cái đứa con gái đó bây giờ nó chuẩn bị nó đi có gia đình, và cái người chồng của nó cãi với người bố vợ như vậy á, thì em hình dung đi, em cảm giác em đau lòng. Cái đau lòng của nhất của người làm bố mẹ là có một cái đứa con gái và nó chuẩn bị đi có chồng và không biết nó có hạnh phúc với cái người chồng nó hay không, hay là nó ưng chúng một cái người chồng không đàng hoàng, một người chồng các bạn như nào, các bạn có hình dung đi, các bạn đang làm bố mẹ đi, các bạn mới hình dung ra được cái viễn cảnh đó. Và tại sao em lại ngồi em hơn thua với cái người bố vợ của em nó như vậy, mình ngồi mình chia sẻ và bắt đầu bạn đó bạn mới thấm và bạn nói đúng là em hơn thua quá, em vẫn còn thắng thua quá. Mà nói em nhận em sai một chút xíu đi, nó có mất mát gì đâu, cái quan trọng là nó vui vẻ, là nó êm đẹp, chứ tại sao là em phải nhận cái phần thắng vậy, em phải bắt người lớn phải thua mới là được. Cuối cùng nó là sao, các bạn hình dung ra điều này chưa, chúng ta và mà nói là bắt đầu bây giờ em phải định vị em đang là ba mẹ, em đừng có nghĩ là em đang là đứa con, em đang là thanh niên. Nãy thầy đi ăn cháo với bạn đó đúng không thầy? Ok. Mình đi ăn với không phải đi ăn cháo em, và đi ăn hải sản với bạn, mình ăn hải sản với các bạn đó. Hai người ngồi ăn một chập thôi, rồi chia sẻ tâm sự bạn thôi, chia sẻ cái điều mình suy nghĩ đến với bạn thôi, và rất là vui trong cái cuộc nói chuyện này, thì bạn nhận ra một cái điều nó rất là ý nghĩa vậy. Bạn nhận ra được cái điều là sắp tới mà làm ba làm mẹ và mình không thể được nó như vậy. Các bạn thấy đó, bây giờ mình chia sẻ bạn đến cái bài học thứ ba rồi. Các bạn thấy nó có ý nghĩa không? Nó ý nghĩa thì các bạn comment xuống, các bạn học được một cái bài học gì đó, các bạn comment xuống để các bạn thấy là cái cuộc sống chúng ta cần phải tập trung vào những cái điều đó rất là quan trọng. Chúng ta đừng có lãng phí và chúng ta đừng có làm mất nó đi. Nó sẽ không có tốt chút xíu nào. Và cái thứ ba là cái thứ tư. Bạn đó vẫn ok, vẫn trên đường cái người bố vợ cũng rất là quyết liệt em. Tuy nhiên cái người bố vợ thương con gái, các bạn người bố mà thương con lắm, nó là con gái nó thương nên là bố mẹ phải chiều thôi, chứ không còn cái cách nào khác nữa, phải chiều thôi, mà không còn cách nào khác, phải chiều đứa con của mình thôi, chứ giờ biết sao giờ. Ý ở đây này, hồi nãy mình đi mình quên lấy cái chai nước, ở đây có cái chai nước rồi. Vâng, và nếu các bạn mà đã như thế nào, thắng thua rồi chúng ta được gì, đúng rồi bạn Tắc Quyên, đúng rồi, thắng đúng rồi, chúng ta im lặng một chút xíu, chúng ta tập trung vào cái hiệu quả chút xíu mà nó ý nghĩa nó vẫn cứ tốt hơn nhiều. Tiếp tục cái số 4, mình muốn cái số 4, cái số 4 là sống giản dị, thì các bạn mới tạo ra được nhiều thành quả. Sống đơn giản, sống giản dị, càng đơn giản hóa cuộc sống thì chúng ta sẽ không bị những cái chúng ta có đó nó kiểm soát ta. Sống đơn giản, nếu mà các bạn mà chịu khó đọc những cái quyển sách người Nhật, nó có cái quyển sách người Nhật á, người Nhật họ có những cái quyển sách rất là hay, như là nghệ thuật bày bố, hoặc là nghệ thuật trang trí của người Nhật, phép màu thay đổi cuộc sống, tức là người Nhật họ có cái phong cách sống là nó rất là đơn giản,
Mình cũng rất là vui là ngay từ đầu, không biết ngay từ nhỏ sao mình cũng có cái phong cách sống rất là đơn giản. Nhưng mình sống đơn giản nổi mà những cái điều kia nó, những cái điều đó nó không có kiểm soát mình được. Và thường thường người nào mà họ có cái cuộc sống mà nó đơn giản á, thì cái cuộc sống của họ nó rất là hiệu quả, bởi vì tất cả những điều kia đâu có kiểm soát họ được đâu. Mình báo cho các bạn biết á, mình báo cho bạn biết này, cho tới giờ mình không có một cái thẻ ATM nào hết á. Mình hiện tại mình không có cái thẻ ATM nào hết á. Sướng vậy các bạn ơi. Mình không có thẻ ATM nào đó. Mình chỉ có một cái thẻ Visa. Mà cái thẻ Visa này là cái thẻ mà bắt buộc phải có. Bởi vì sao? Bởi vì cần phải thanh toán một số cái online. Mình không dùng một cái thẻ ATM nào hết á. Nó là mình cũng chẳng cần phải quan tâm là mình có cái thẻ ATM nào, mình cũng chẳng cần quan tâm là mình phải nhớ nó luôn. Và đã hơn chục năm rồi. Mình không quan tâm tới cái thẻ ATM. Và các bạn nào mà vào nhà mình thì các bạn thấy nhà mình rất là đơn giản. Những cái cần sống thôi. Các bạn thấy cái phòng làm việc của mình, các bạn đang ngồi cái phòng làm việc của mình phía đằng sau mình là cái tủ đúng không? Bạn nào quay qua đây thì các bạn thấy mình có cái kệ sách này các bạn thấy không ạ? Những cái gì cần dùng thì cần dùng thôi. Các bạn thấy cái kệ sách của mình không ạ? Rồi đây là cái bàn làm việc của mình, các bạn thấy cái laptop đồ của mình, các bạn thấy không ạ? Mình có cái cuộc sống rất là đơn giản các bạn, và nó rất là đơn giản thôi. Cuộc sống càng đơn giản thì như thế nào ạ? Thì mình càng làm chủ cái cuộc sống của mình tốt hơn. Còn nếu mà mình làm cho cuộc sống mình nó phức tạp thì chính những cái điều kia, nó những cái mà mình đang sở hữu nó kiểm soát chính mình. Ví dụ như là các bạn quan sát, các bạn thấy có bạn nào mà có hai cái điện thoại đi, thì mình thấy các bạn đó họ rất là bận rộn cho hai cái điện thoại đó, họ bị chính hai cái điện thoại nó kiểm soát lộn ngược họ. Bạn hình dung chưa? Tức là cái gì mình cần có, cái gì mà chi phí đủ cho cái cuộc sống của mình thôi, còn không thì chúng ta đừng cứ cồng kềnh ra làm gì, nó làm cho cuộc sống chúng ta nó phức tạp. Bản thân mình cũng vậy, thì ở Sài Gòn này cũng vậy các bạn thấy không? Ở Sài Gòn này thì mình đi ra đường là kẹt xe, mình cũng thèm sắm xe con luôn cho nó mệt. Tự nhiên cái chiếc xe con nó điều khiển mà nó làm chủ mình. Mình cứ đi ra đường là mình như thế nào mình cứ giọt lên xe Grab mình đi, lên Uber mình đi, lên taxi mình đi. Và đã bao nhiêu lâu rồi các bạn biết bao nhiêu lâu mình cũng không có cái chiếc xe máy luôn các bạn ơi. Mình hoàn toàn mình không có chiếc xe máy, lâu lắm rồi mình không có chiếc xe máy. Mình cứ đi ra đường là mình bắt taxi mà đi. Nên là mình báo cho các bạn biết đã lâu lắm rồi. Cái tòa nhà nào mà các bạn hay học bi mà các bạn đến đã lâu lắm rồi, hình như là đâu vài năm rồi. Mình chưa bao giờ mình bước xuống cái hầm gửi xe đó. Mình không có cái cảm giác gửi xe đã từ lâu lắm rồi. Mình không có cảm giác gửi xe bao nhiêu năm nay rồi. Mình đi đâu mình cũng không có đi vào cái hầm gửi xe. Mình cũng mất cái thời gian đi tìm cái chỗ gửi xe, cái chỗ đậu xe mình. Nó là mình không có cảm giác bực bội cho những cái việc đó. Các bạn cảm giác là điều nào mà mình không có cảm giác bực bội cho những cái việc đó. Mình có một cái người bạn của mình, và bạn thấy mình bạn sắm cái xe và bạn mất thời gian cho cái xe đó nhiều quá. Bạn vừa rồi bạn cũng bán đi kia xe và bạn cũng bắt chước mình. Bạn nói là bạn sống cái cuộc sống như mình, sao bạn thấy mình thoải mái đó, mình nhẹ tơn rồi các bạn ơi, mình nhẹ tơn rồi. Chốt câu sống đơn giản của thầy. Anh Hai Đô thì anh biết em từ lâu rồi đúng không? Anh thấy em đơn giản mà, ra đường là hai tay đi, thẻ ATM cũng không có, không bao giờ đi xe máy, không bao giờ điều khiển một cái xe, không bao giờ vào hầm gửi xe, không bao giờ vào cái khu vực gửi xe, không bao giờ biết cái vé giữ xe nó là cái gì. Đi bất kỳ đâu gì là cứ bập tới đây sẵn là đi xuống đi. Còn việc lại là việc của người khác, mình không lo những cái việc đó. Tóm lại khi chúng ta sở hữu cái gì thì chính cái đó nó như thế nào nó kiểm soát cuộc đời của chúng ta. Bạn sở hữu những cái phức tạp thì chính cái phức tạp nó kiểm soát mình. Đơn giản nó như vậy thôi. Nó là muốn cuộc đời nó có chất lượng thì chúng ta hãy như thế nào hãy bỏ qua những cái linh tinh đó, những cái linh tinh đó, sắm những cái gì nó hiệu quả thôi. Bản thân thì mình sắm, mình cần cái laptop thì bắt buộc phải sắm laptop để làm việc, thì mình sắm ngay cái MacBook.
MacBook Pro luôn, loại tốt nhất để làm gì ạ? Để nó hiệu quả. Chứ còn không bạn sắm những cái kia cứ bị virus đồ hoài, nó kiểm soát mà. À, điện thoại thì bắt buộc phải dùng điện thoại để liên lạc, để tương tác, để làm Facebook đồ đủ thứ hết. Nó là sắm ngay cái điện thoại Apple tốt nhất rồi xong, tức là mình là làm gì là mình sắm ngay cái tốt nhất rồi, vậy là xong, rất là đơn giản, khỏe, không còn nhiều. Các bạn nào mà hay đi nước ngoài với mình, các bạn thấy không ạ, mình một cái vali bé nhỏ rồi là đi mấy bộ đồ thôi, thiếu thì ra đó mua đồ mặc, mắc mớ gì mình phải mang đi cho nhiều. Mình đi chơi mà mình bị mấy cái vali, hai ba cái vali, nó kiểm soát cuộc đời mình chỉ cho nó mệt. Nó là cứ càng đơn giản càng tốt, miễn là trong túi có tiền nhiều là được rồi. Mình đi tới đâu mình sẽ sắm tới đó, ý của mình nó là vậy. Khi mà cuộc sống nó đơn giản thì chúng ta rảnh thời gian để chúng ta làm những cái việc khác, chúng ta enjoy cuộc sống tốt hơn, chúng ta quan sát cuộc sống tốt hơn, cái đầu của chúng ta nó cũng thoải mái hơn để chúng ta dành thời gian cho những cái việc quan trọng hơn. Đó là cái thứ tư. Cái thứ năm là quan tâm đến sức khỏe. Cái thứ năm là quan tâm đến sức khỏe. Chúng ta phải biết quan tâm đến sức khỏe. Mình cũng rất là vui là mình 40 mấy tuổi mà sức khỏe mình rất là tốt. Bởi vì sao hàng ngày mình hay tập thể dục. Có nhiều người đợi sức khỏe xuống rồi mới lo đi tập thể dục thì lúc đó muộn bao tiêu rồi. Chúng ta hãy tập thể dục mỗi ngày. Mình không có ngày nào mình không tập thể dục bao nhiêu năm nay rồi. Nên là mình vẫn chạy bộ như thanh niên nhé. 40 mấy tuổi của mình là mình thấy mọi người ở khu mình không ai chạy bộ được như mình hết, mà mình vẫn cứ chạy bộ ngọt xớt. Bởi vì mỗi ngày mình tập thể dục các bạn, mỗi ngày mình tập thể dục. Nếu mà các bạn biết không ngoan thì các bạn hãy như thế nào hãy lo quan tâm tới sức khỏe của mình ngay từ bây giờ. Người nào mà biết yêu thương sức khỏe của mình, yêu thương chăm sóc con người của mình, yêu thương cuộc sống của mình, thì người đó họ sẽ biết tôn trọng và yêu thương cuộc sống của người khác. Bạn đồng ý không? Nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta là một người làm bác sĩ, chúng ta chăm lo cho sức khỏe của người khác mà chúng ta không lo chăm lo cho sức khỏe của mình, thì cái điều đó nó không có phù hợp. Bạn không trải nghiệm việc đó, bạn không có năng lực việc đó, thì làm sao mà bạn có thể bạn chăm sóc sức khỏe cho người đó được? Cái điều đó là một cái điều mà các bạn biết là nó rất là viển vông. Nó là một cái năng lực nó rất là quan trọng, là các bạn phải biết quan tâm tới sức khỏe của mình. Quan tâm từ cái cách ăn uống, cái cách chúng ta ăn uống. Các bạn biết mình ở đâu, là trong cái giỏ của mình cũng luôn có một cái chai nước nè, chai nước nhỏ nè. Lúc nào nó là hồi nãy mình kêu là mình quên lấy nước ngoài kia vô, thì các bạn thấy mình nhìn xuống cái giỏ mà là mình thấy trong cái giỏ mình có cái chai nước liền. Trong trong cái chế độ ăn uống mỗi ngày thì mình chỉ ăn uống khoảng 10-15% khẩu phần của mình nó liên quan tới thịt thôi. Còn là mình ăn rau rác nó nhiều hơn. Hơn 80% là cái khẩu phần ăn uống của mình là mình liên quan tới rau rác. Tức là mình phải quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt các bạn. Để có nhiều bạn nói rằng là sao mình 40 mấy tuổi rồi mà mình vẫn như thanh niên á. Các bạn nào mà đi cái này là mình nói, không phải là mình nói đây. Và các bạn nào mà đi với mình thì các bạn sẽ biết đúng không? Bạn nào mà đi Singapore với mình rồi các bạn biết. Các bạn nào mà đã đi các chương trình phượt vượt lên chính mình ở ngoài Vịnh Văn Phong, tỉnh Khánh Hòa rồi, các bạn thấy không? Toàn là mấy bạn cái trẻ không mà đi không có nổi. Còn bản thân mình là mình mình leader cả một cái đoàn rất là lớn. Và mình vẫn cứ chiến đấu tới cùng luôn. Nó là cái đó là thể hiện là chúng ta phải quan tâm nó ngay từ đầu. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là các bạn đã có cái thói quen đó chưa? Đã có thói quen là đừng có để già rồi bệnh rồi mới quan tâm tới cái sức khỏe, nó rất là vô lý. Tiếp theo nữa là vừa rồi là cái thứ mấy các bạn, vừa rồi cái thứ mấy rồi, thứ năm rồi đúng không? Cái tiếp thứ sáu là hãy xây dựng cho mình một cái sự nghiệp. Hãy xây dựng cho mình một cái sự nghiệp. Nếu mà các bạn mà nhiều người cứ đợi già rồi mới suy nghĩ tới này, nếu các bạn mà không xây dựng cho mình một cái sự nghiệp thì cái điều này nó rất là vô lý. Nó vô lý không thể tưởng tượng được.
chào bạn Tức Trần. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải có cho mình một cái sự nghiệp. Và cái sự nghiệp của các bạn nó là gì? Người ta là nhà văn thì cả sự nghiệp suốt đời là người ta viết sách. Người ta là nhà đầu tư thì sự nghiệp cuộc đời người ta là trở thành một cái nhà đầu tư. Bạn là nhà kinh doanh thì bạn phải xây dựng cho mình một cái sự nghiệp làm kinh doanh. Và cái sự nghiệp của các bạn nó là cái gì? Mình muốn một cái câu hỏi rất là quan trọng, đó là sự nghiệp của bạn nó là cái gì? Hay là sự nghiệp của các bạn là sự nghiệp đi làm công? Mình nói các bạn, sự nghiệp của bạn nó là cái gì? Chẳng lẽ suốt cuộc đời chúng ta sinh ra từ lúc 0 tuổi cho tới 60 tuổi đời chúng ta không có một cái sự nghiệp gì à? Nó là hãy kiên trì xây dựng cho mình một cái sự nghiệp. Chào bạn Sang, sao em cười Sang nhỉ? Và đã xây dựng, đã gọi là sự nghiệp thì chúng ta phải dành thời gian và ấp ủ cho nó. Chúng ta phải dành thời gian và ấp ủ cho nó, phải theo năm tháng. Bạn thấy không ạ? Như bản thân của mình thì bây giờ mình có cái sự nghiệp là mình có sự nghiệp làm kinh doanh rồi, chị nói không nói rồi. Mình cũng xây dựng được cho mình một cái sự nghiệp, đó là một cái trung tâm đào tạo, và chắc chắn là mình tập trung vào cái giới kinh doanh, cái giới làm khởi nghiệp rồi. Và bạn nào đã quan tâm tới cái giới này thì các bạn biết mình tập trung cho nó, mình sâu sát cho nó, mình làm rất tốt, mình làm rất tốt cho cái việc này. Các bạn thấy bây giờ mình có sự nghiệp viết sách nữa, sự nghiệp chia sẻ, sự nghiệp viết sách nữa, rồi mình cũng có cái khả năng đầu tư nữa. Các bạn thấy là bao nhiêu năm qua mình tập trung mà làm rất là tốt cái việc này. Ok chưa? Bạn Minh nói em có đi bộ với thầy này, thầy ơi, thầy đi bộ bền quá, đi theo không kịp luôn. Đúng rồi, bạn Trần Bình Minh vừa rồi là có đi với mình qua bên Sinh. Và mình hiện tại là 20 tuổi, mình 40 mấy tuổi rồi, và mình nói là mình đi bộ rất tốt, mình phải là tự hào việc đó. Mình đi bộ, mình chạy bộ rất là tốt, khỏi bàn luôn. Bởi vì mình quan tâm sức khỏe mình nó ngay từ đầu rồi. Bây giờ chúng ta đang nói vậy thì cái sự nghiệp của các bạn nó là cái gì? Các bạn phải hỏi cho mình một cái câu hỏi. Mình nói cái câu hỏi này nó quan trọng lắm, nó quan trọng đối với cuộc đời của các bạn lắm. Chẳng lẽ suốt cuộc đời này là sự nghiệp chúng ta là đi làm thuê à? Các bạn hình dung chưa? Đi làm thuê không gọi là sự nghiệp. Cuộc đời này chúng ta phải có một cái sự nghiệp gì đó. 60 tuổi đời mang tiếng học hành, bằng cấp, trình độ, chả có cho mình một cái sự nghiệp gì. Thì các bạn thấy nó đâu không? Các bạn tự hỏi đi. Các bạn thấy nó đâu không ạ? Đâu chứ xong đâu. Chứ cuối cùng là chúng ta cứ hết làm chỗ này rồi lại viết hồ sơ, viết đơn, lại đi xin việc chỗ khác, rồi lại đi phỏng vấn chỗ khác, rồi lại tiếp tục. Nó là mình thấy một người nào đó họ mở một cái tiệm phở và họ suốt ngày họ chăm chút cho cái tiệm phở họ tuyệt vời ở cái khu vực đó, người đó họ cũng rất là tuyệt vời bởi vì họ có một cái sự nghiệp. Họ đeo đuổi một cái sự nghiệp của họ. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì cái quãng đời còn lại của bạn đó là quãng đời thăng hoa với sự nghiệp, hay là cái quãng đời nó tăm tối? Và ai làm cho bạn nó như vậy? Mình hỏi cho bạn đó, bắt đầu từ giây phút này cho tới về sau thì cái sự nghiệp của bạn nó đang đi một cái lộ, một cái đại lộ, một cái đường thẳng tắp, hay là cái sự nghiệp của bạn nó đang tăm tối? Cái đây là cái câu hỏi mình hỏi các bạn đó. Và nếu mà các bạn chưa trả lời được cái câu hỏi này thì tại sao nó như vậy, và ai đã làm cho các bạn đi vào cái ngõ cụt nó như vậy? Và bạn nào đã bắt đầu thấy cái con đường của mình đi, cái đại lộ của mình đi, thì các bạn đã tập trung cho nó được, hay là các bạn đi hai hàng, hay là các bạn tư duy theo cái kiểu của một người bán vé số, hay là suốt ngày mộng mơ đi kiếm tiền ảo gì đó cho nó nhanh giàu, mà các bạn quên đi mất cho mình một cái sự nghiệp? Chẳng lẽ cái sự nghiệp của bạn là cái sự nghiệp đi kinh doanh tiền ảo nó như vậy à? Các bạn nhìn chưa? Chúng ta phải hiểu về cái sự nghiệp. Hãy xây dựng cho mình một cái sự nghiệp. Một người ok chưa? Bạn phải tích lũy rất là nhiều thứ. Đã là sự nghiệp thì bạn phải tích lũy nhiều thứ. Tích lũy về kiến thức, tích lũy về kinh nghiệm, tích lũy về kỹ năng,
Để mình có cho mình một sự nghiệp chứ. Em tha vất vả với sự nghiệp còn hơn. Đúng rồi, Triển ơi, em thì em tuyệt vời Triển, em đang đi trên một cái hành trình rất là tuyệt vời. Triển rất 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 là tuyệt vời. Bạn Triển là một trong những bạn còn trẻ mà bạn bạn đã nhìn thấy cho mình một cái sự nghiệp, và em cứ thẳng đường như vậy và em đi thôi Triển ơi, tuyệt vời, không còn gì bằng Triển à. Bạn nào mới vào xem sau thì các bạn giới thiệu về các bạn đi. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì comment số 1. Mình dừng lại một chút xíu để mình giới thiệu về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, năm nay mình 43 tuổi, mình là đến từ Cam Ranh, Khánh Hòa. Mình là người nói lắp, nói cà lâm. Nên là có những lúc mình nói mình phải ngừng lại, mình phải ngập ngừng, tại cái tính cách của người nói lắp, nói cà lâm nó là như vậy. Có nhiều bạn vào xem livestream của mình nói rằng là cái ông này ăn nói không ra hồn. Đúng rồi, mình ăn nói thì không có ra hồn bởi vì mình nói cà lắp, nhưng mà không sao. Vẫn tốt hơn là không nói. Không chịu nói, biết nói mà không chịu nói. Cái người chúng ta có cái miệng là chúng ta cần phải nói, phải biết truyền tải cái thông điệp ra. Mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân Bee Training. Mình thành lập nó năm 2009. Các bạn thấy Vườn Ươm Nhân mình đang để ngược. Cái này là cái khoa học đầu tiên của mình, là khoa học làm chủ doanh nghiệp và cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Mình đã từng đi khởi nghiệp như cái cách đó và mình đã làm được. Nên mình chia sẻ cái điều này đến các bạn. Cái này là cái địa chỉ của mình, cái website là btraining.org. Chào bạn Thu Hồng. Và cái đây là cái địa chỉ của mình, cái số điện thoại. Mình là tác giả của những quyển sách sau. Quyển thứ nhất là cái quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Bạn nào mà muốn khởi nghiệp kinh doanh thì các bạn nên mua cái quyển sách này để các bạn đọc, và các bạn sẽ nhìn thấy cái hướng đi của mình. Cái quyển sách này hiện tại mình đã phát hành được 21.000 cuốn rồi. Tuyệt vời. Cái quyển sách thứ hai của mình là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái quyển này là chia sẻ cho các bạn 101 bài học trong cuộc sống và trong kinh doanh. Chào bạn Võ Thị Diệu. Và các bạn nào mà đọc cái quyển sách này thì chắc chắn rằng các bạn sẽ học từng bước tới 101 bài học. Những bài học nhỏ trong cuộc sống mình chia sẻ hết. Và rất nhiều bạn nói là đây là cái quyển sách gối đầu giường. Cái quyển sách thứ ba là cái quyển sách bán hàng online ngay. Cái quyển sách này là đang in. Trên tay mình là đang cầm một cái bản duyệt mẫu của nhà xuất bản, nó mới gửi về cho mình lúc chiều nay. Các bạn thấy họ còn ghi, họ còn vẽ nè. Họ còn đánh là mình đang sai cái gì, chỉnh cái gì nè. Mình đang ngồi mình xem lại hết nè. Các bạn thấy đó, đó cái dấu nó đỏ nè. Các bạn thấy bây giờ họ nói mình cần chỉnh lại những cái đó đó. Thì tình hình thì sách này khoảng một tháng nữa nó ra. Khi nó ra thì mình sẽ công bố cho các bạn để các bạn biết. Cái quyển sách thứ tư của mình là cái quyển Beyond the Way. Cái quyển này thì cái quyển quyển này là cái quyển mà bằng tiếng Anh bán ở nước ngoài. Thì ngay bây giờ xem cái livestream này mà các bạn nào mua hai cái quyển sách này, tại hai quyển sách này là hiện tại nó đang có sẵn. Vượt biển lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi, thì hai cái quyển này là 210.000, là cái quyển giá bìa, đúng giá bìa luôn. Thì mình sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, và chịu luôn phí ship cho các bạn. Phí ship là 50.000 đó các bạn, hai cuốn là 50.000 đó. Các bạn cũng không cần phải gửi tiền trước gì hết, các bạn chỉ cần inbox cái số điện thoại xuống thì sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn sẽ, bạn nào có hai quyển sách này thì các bạn sẽ được ưu tiên ép vào một cái group. Cái group đó là cái group bí mật của những người làm kinh doanh. Và các bạn sẽ được giao lưu, kết nối những cái livestream, những cái chia sẻ trong kinh doanh, mình sẽ chia sẻ vào trong cái group đó để các bạn kết nối những mọi người làm trong kinh doanh khắp mọi miền nước. Rất là tuyệt vời, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bạn nào mua sách thì bây giờ các bạn comment số điện thoại xuống. Cảm ơn các bạn, bây giờ mình đi tiếp. Một phút nói về cái quảng cáo thì xong rồi. Vậy bây giờ tiếp tục. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là bạn đã dành thời gian để tích lũy, dành công sức để cho cái sự nghiệp của mình đi chưa? Trẻ ai mà muốn có một cái sự nghiệp mà một sớm một chiều nó xong hết. Em học xong 12 rồi lên thành phố tham gia khóa học của thầy được không ạ? Em đọc sách của thầy rồi. Tuyệt vời bạn Phan Anh. Khi nào em học xong? Tốt quá đi Phan Anh ơi.
đi thẳng luôn, đi thẳng làm kinh doanh luôn. Một cái câu hỏi đặt ra là bạn đã chắc chiêu cho cái sự nghiệp của mình chưa, hay là bạn vì cơm áo gạo tiền mà bạn quên đi sự nghiệp? À, hay là bạn nghĩ rằng là mình đã có bằng cấp rồi và suốt ngày đi xin làm cho người này người kia và quên đi sự nghiệp của mình? Mà nói đây là những cái việc mà đáng làm nhất trong cuộc đời mà cái livestream này đang nói. À, cái đây là cái điều nó rất là xứng đáng trong cái cuộc đời mà chúng ta cần phải suy nghĩ về nó. Ok, cho bạn thôi. À, các bạn cần phải suy nghĩ về nó. À, còn nếu mà các bạn không suy nghĩ về nó thì làm sao mà nó có được? À, cái thứ bảy là các bạn đã suy nghĩ để tạo ra cho mình một cái kế hoạch tài chính khi chúng ta về già chưa? À, các bạn có suy nghĩ để các bạn có một sự đảm bảo về tài chính chưa? À, nếu ngay bây giờ mà các bạn chưa có một cái tài chính đảm bảo thì khi nào là có? Khi nào là có? Tài chính đảm bảo ở đây là cái gì ạ? Là để đảm bảo rằng là chúng ta có được nhà cửa, chúng ta có những cái khoản tài sản dư để sau này chúng ta không cần phải làm việc nữa, sau này chúng ta về già rồi thì chúng ta vẫn có cái nguồn tài chính đảm bảo đó để chúng ta sống. À, các bạn đã làm được cái việc này chưa? Chúng ta phải rất là nghiêm túc, nên đó là lý do mà chúng ta cần phải đơn giản hóa cuộc sống. Chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải chi đồng tiền cho nó rất là đúng lúc. À, mình thấy có rất là nhiều bạn rất là hoang phí đồng tiền, mình không hiểu được. Hoang phí đồng tiền không thể hiểu được. À, vậy mà họ đòi làm giàu. À, cái người làm giàu là cái người phải biết quý trọng tiền. À, họ đầu tư rất là vô tội vạ. À, nhưng mà họ nói rằng là họ làm giàu. Họ nói rằng họ muốn trở thành đại bang, nhưng mà họ đổ tiền vô tội vạ. Kiếm tiền thì phải là vắt óc ra suy nghĩ, mà tiền thì mắc thì rất là dễ. Cứ cái bài là ba bốn người hùng hạp với nhau đổ tiền vô rồi thời gian mắc hết tiền rồi, hoặc là họ làm một cái buổi ra mắt sản phẩm gì đó rất là hoành tráng, nhưng mà chừng cuối cùng sao à, toàn là chi không à, không có thấy thu. Mình không hiểu sao một người kinh doanh mà lại có họ có một cái hành xử như vậy, mình không hiểu. Nếu mà người kinh doanh mình nhìn vô là chúng ta biết liền nó toàn là chi không à. Các bạn thấy từ lúc mình viết ra sách này, bây giờ mình ra quyển sách thứ tư rồi, có lúc nào mình làm cái lễ ra mắt sách đâu, quan trọng là bán được bao nhiêu cuốn đó chứ. Đây những cái người họ tới họ chào mình, họ kêu là làm lễ ra mắt sách, làm lễ công bố sách. À, nhưng mà mình nghĩ ra một cái điều làm lễ ra mắt sách để làm gì nhỉ? Để làm gì các bạn ơi? À, để cho mọi người biết hả? Thì mình bán nhiều hàng là mọi người biết. Các bạn thấy mình livestream này mình cũng bán được, vậy thế là mọi người biết. Trên YouTube của mình á, hiện tại mình có khoảng 600 đoạn trên YouTube á. Và mọi người vào xem, và hầu như ngày nào mọi người họ cũng inbox cho mình, họ mua sách á. Mình có làm lễ ra mắt sách ngày nào đâu. Mà mình vẫn có gì các bạn phải không? Mình cái quyển Vượt Biên Lớn là bây giờ bán được 21.000 cuốn rồi. Cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Xíu bán ra 6.000 cuốn rồi. Các bạn nhung ra điều này cho mình thấy có những người họ làm lễ ra mắt sản phẩm đồ này kia tốn cả 100 triệu. Mình nghĩ mình sốc quá, mình không hiểu sao mà họ là người kinh doanh mà họ lại không quý những đồng tiền, và họ chi những cái đồng tiền nó không có hợp lý. Mình không lý giải nổi luôn các bạn, mình không lý giải nó. À, nó là một cái điều tiếp theo mà mình muốn gửi đến các bạn, là các bạn cần phải có một cái kế hoạch tài chính. Nghĩa là những cái đồng tiền bạn bỏ vào nó phải sinh lời. Bạn kiếm được một đồng rồi, rồi bạn bỏ vào một đồng đó thì nó sinh lời. Cái kế hoạch tài chính rất là đơn giản, mọi đồng tiền bạn bỏ vào là nó phải sinh lời. Và nếu mà bạn chưa làm được cái việc đó, bạn bỏ tiền vô, bạn làm một cái gì đó hơn, bạn kiếm được tiền nhưng mà bạn bỏ tiền vô mấy cái chỗ khác mà bạn mất tiền, thì điều đó có nghĩa là bạn chưa hiểu gì về tài chính. Và bạn kiếm tiền từ lĩnh vực kia nghĩa là bạn hơn thôi. Bạn đang hơn thôi. Bạn đang may mắn làm được cái việc đó, nó mang tiền cho bạn thôi. Còn bạn bỏ tiền vào cái khác là nó mất. Điều đó là bạn như thế nào mà bạn chưa có giỏi về kinh doanh và bạn chưa giỏi về tài chính đâu. Bạn đang hơn thôi.
Nhưng nhiều người họ không có nhận ra, họ vẫn tự phụ rằng là họ là người kinh doanh giỏi và họ đốt tiền cho những việc khác, họ kiếm tiền từ chỗ này và bắt đầu họ đi làm cái việc khác là họ mất tiền hết, nhưng mà họ không có nhận ra cái điều này. Chúng ta cần phải có cái kế hoạch là kiếm ra tiền là cái thứ nhất, bảo vệ được thành quả chúng ta làm ra là bảo vệ được tiền chúng ta làm ra, và cái thứ ba làm cho tiền chúng ta nó sinh sôi, nó nảy nở ra. Hồi nãy giờ các bạn xem livestream mình thì các bạn có học hỏi được cái gì? Mình thấy các bạn không comment, các bạn không comment thì các bạn làm cho mình, các bạn càng comment, các bạn càng ghi ra những cái bài học các bạn học được thì mình mới thấy những cái các bạn làm như vậy thì mình năng lượng hơn, mình năng lượng thì mình chia sẻ nhiều hơn. Mình không thấy các bạn comment gì hết. Hồi nãy giờ các bạn học được cái bài học gì? Các bạn đã có cái kế hoạch tài chính cho mình chưa? Các bạn đã làm cho nó sinh sôi nảy nở cái tài chính cho mình chưa? Các bạn nào mà đang online trên Facebook chưa kết bạn với mình thì các bạn hãy follow mình đi, kết bạn với mình đi. Bạn nào ở bên trang YouTube, bên kênh YouTube thì các bạn đăng ký vào subscribe của mình để các bạn theo dõi những cái livestream của mình tiếp theo nữa. Hàng tuần lúc mình rảnh là mình sẽ xem livestream liền. Bạn muốn mua sách thì bạn comment cho mình cái số điện thoại nha bạn Cúc ơi. Chỉ cần inbox cái số điện thoại cho mình thì sách sẽ được. Bạn đã biết có cái kế hoạch tài chính và bỏ tiền nó vào những cái nơi mà nó sinh sôi. Em không hiểu chỗ làm tiền chỗ này, đầu tư chỗ khác là mất tiền thầy à. Em còn nhỏ quá bạn Phương Anh, tại em chưa học hết lớp 12 mà. Từ từ đi, học lớn lên rồi sẽ hiểu. Tại vì em chưa làm ra tiền nên em không hiểu. Em đã đọc sách của thầy rồi, mới mỗi quyển có một cái hay riêng, nhưng em thích quyển Vượt Biển Lớn hơn. Vâng, ok. Em thích quyển Vượt Biển Lớn hơn là có lẽ là bạn Huỳnh Nhất chưa ra kinh doanh đúng không? Nếu mà bạn Huỳnh Nhất đã ra kinh doanh rồi thì bạn sẽ có cái góc nhìn rất khác về cái quyển thứ hai. Mình đoán là chắc là bạn Huỳnh Nhất chưa ra làm kinh doanh. Nó là bạn cái bạn này mà ra kinh doanh rồi thì cái quyển thứ hai y như là cái quyển gối đầu giường á, tại vì mình chỉ cho bạn những cái tắc nốt rất là nhỏ trong kinh doanh. Ok chưa? Hồi nãy giờ các bạn có học được không? Cái bài học, một bài học mà hồi nãy giờ bạn học được đó là gì? Một cái suy nghĩ nó làm cho bạn thay đổi, đó là một cái suy nghĩ gì? Một cái ngôn từ, một cái câu nói gì hồi nãy giờ mà mình chia sẻ mà bạn chộp được và nó làm cho bạn cần phải rút kinh nghiệm hơn, cần phải hay hơn, đó là cái chỗ nè. Ok bạn Đỗ ơi. Và chúng ta phải biết cách để làm sao cho tiền chúng ta nó ra nhiều hơn. Chứ không phải là chúng ta làm cho tiền chúng ta nó càng ngày nó mất đi. Và nếu bạn nào mà tìm ra đồng tiền nó rất là khó khăn rồi làm cho tiền nó càng ngày nó mất đi, hoặc bạn nào mà đang kiếm tiền chỗ này rất là dễ và ở sang cái chỗ khác bạn nó mất tiền, bạn cho số điện thoại đi rồi tư vấn cho bạn. Mà bạn đi cái chỗ khác rồi như thế nào rồi mất tiền, thì cái điều đó có nghĩa là gì Điều đó có nghĩa là cái tư duy và cái cách suy nghĩ bạn nó đang bị hỏng thôi. Nó hỏng nghiêm trọng rồi. Thì bạn cần phải đi học lại. Bạn cần phải gặp chuyên gia. Bạn gặp những cái người họ biết cách để họ chia sẻ và họ chỉ cho bạn. Các bạn có đồng ý ra điều này? Ok bạn Quỳnh Anh, khi sách về thì sẽ cho em biết. Chứ còn mà bạn làm ra tiền khó khăn rồi làm tiền không được thì rõ ràng là bạn đang có vấn đề. Hoặc là kiếm tiền chỗ này thì được mà bỏ tiền ra chỗ khác mắc, nghĩa là bạn vẫn chưa biết cách rồi. Đó là mình chia sẻ tối nay mình chia sẻ những cái điều mà trong cuộc đời mà chúng ta cần phải như thế nào, cần phải làm á, cần phải lưu ý mà. Nên là cái đoạn livestream tối nay là không những bạn coi lại, sau khi xong các bạn nốt lại, các bạn phải nhớ
mà các bạn cần phải cho những người 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 khác xem mới đó để họ nhớ. Đó là cái câu hỏi là mình nói là các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa đó. Mình nói là cái chính điều rất là quan trọng mà trong cuộc đời các bạn cần phải làm nó. Cái thứ chín, cái thứ tám, các bạn cần phải gì ạ? Duy trì những cái mối quan hệ, duy trì những cái mối quan hệ. Cuộc đời chúng ta không thể sống một mình, và có rất là nhiều người họ liên tục họ đánh mất những cái mối quan hệ. Mà các bạn muốn đánh mất quan hệ nó rất là nhanh. Mối quan hệ được xây dựng rất là lâu để chúng ta mới có được cái mối quan hệ, thậm chí là theo năm tháng. Nhưng mà sao vì một cái việc ABC gì đó họ sẵn sàng họ đánh mất cái mối quan hệ đó. Các bạn thấy tất cả những người đó họ không bao giờ họ thành công được, họ không bao giờ họ thành công được. Chúng ta như thế nào càng về lớn tuổi, càng về già tuổi, các bạn có đồng ý ra với mình rằng là càng về lớn tuổi thì chúng ta không có thời gian để chúng ta gặp những cái mối quan hệ của mình nhiều. Tuy nhiên, tình cảm thì nó lại càng gắn bó hơn. Các bạn phải xây dựng theo cái cách đó. Trẻ tuổi thì chúng ta có thời gian gặp nhau nhiều, chứ không phải là gặp nhau mới tình cảm gắn bó đâu, không cần. Càng ít gặp nhau thì càng tình cảm càng quý hơn, thì mỗi lần gặp á thì là nó vô cùng quý. Và bản thân mình thì các bạn thấy đó, các bạn thấy á, bản thân mình những năm nay mình làm cái nghề đào tạo, hàng ngày mình gặp rất là nhiều bạn. Tuy nhiên các bạn thấy chưa, mình luôn cố gắng mình giữ mối quan hệ với các bạn trong cái khả năng có thể của mình, bởi vì nó rất là đông. Tuy nhiên có rất là nhiều bạn thì họ cũng không cần phải duy trì cái mối quan hệ với mình, họ họ đã mất tiêu đi. Học mình cái lúc mà học rất là thân các bạn, hay nói chuyện hay tâm sự lắm, rồi sau đó là họ mất luôn, họ không tương tác. Rồi thỉnh thoảng mình cũng chạy qua Facebook nhà họ, mình cố gắng mình tìm cách để mình tương tác với họ, với mình, bởi vì mình rất là quý từng những cái mối quan hệ. Không phải dễ gì nó có được đâu các bạn đồng ý là chúng ta không gặp nhau mà chúng ta phải quý nhau, thiền tình cảm với nhau. Tất cả những người thành công trong cuộc sống này họ đều biết cái duy trì mối quan hệ, và cái mối quan hệ họ theo họ trong năm tháng. Còn nếu mà bạn không làm được cái việc này thì mình nói thật các bạn đã thất bại rồi đó, bạn thất bại ngay trên. Bạn đừng có nói rằng là mối quan hệ là quan trọng, cái đó là sâu rộng. Bạn không biết xây dựng những cái mối quan hệ tuyệt vời xung quanh mình thì tất cả cái điều đó là sâu rộng đó. Và các bạn thấy là khi mà về già, các bạn thấy chúng ta quý mà về già về lớn tuổi, chúng ta quý nhất là xung quanh chúng ta còn những người bạn rất là gắn bó theo chúng ta theo năm tháng. Mà nó là chúng ta sống không thể không có mối quan hệ, chúng ta không thể sống một mình. Đi xem phim đi, mà đi với những cái người thân quen nó vẫn cứ tốt hơn. Đi ăn đi, đi với những cái người thân quen, những người quen nó vẫn cứ tuyệt vời hơn. Đi học đi cũng vậy, làm việc gì cũng vậy. Chúng ta cần phải có những cái mối quan hệ rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình thấy có những người họ 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 xem những mối quan hệ nó rẻ lắm. Họ không có nhận thức ra được 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 rằng là mối quan hệ đó là một cái tài sản vô cùng quý giá. 7 tỷ người với nhau, 7 tỷ người với nhau, tại sao những người khác chúng ta không biết, mà tự nhiên chúng ta biết cái người này, chúng ta biết người này, chúng ta lại rất là thân, chúng ta lại biết rất là rõ về họ. Nên là chúng ta cần phải biết giữ và duy trì cái mối quan hệ của mình. Đó là cái điều thứ tám, để sau này về lớn tuổi chúng ta không có hối tiếc. Mình đang chia sẻ cái vấn đề này cho những cái bạn còn đang rất là trẻ, và bạn hãy xem lại và bạn hãy làm đúng những cái điều này. Cái điều thứ chín là hãy đi đến những cái vùng đất mới trên thế giới này, những vùng đất chưa bao giờ chúng ta đặt chân tới, càng nhiều càng tốt để sau này các bạn không phải hối tiếc. Các bạn đi vô, hãy đi đến những cái vùng đất mới, những cái vùng đất mà chưa bao giờ chúng ta đặt chân tới, hãy đi càng nhiều càng tốt trong khả năng có thể. Các bạn thấy thế giới chúng ta hiện tại có hơn 200 nước. Mình thì cuộc đời mình cho tới giờ này mình đi mới có khoảng 20 nước à. Các bạn thấy mới có 10% thôi. Các bạn thấy còn 90% nữa, mà mình giờ 40 mấy tuổi rồi. Nó là hãy đi đến những vùng đất mới, hãy đi đến,
con người của chúng ta, cái sự kỳ diệu của con người chúng ta nó nằm ở đó, bởi vì chúng ta được có cái khả năng đi và được có cái quyền đi. Và chúng ta đừng cái gì à, đừng cứ quanh năm suốt tháng, năm này năm khác, hết năm này đến năm khác chúng ta lại cứ sống lai quay ở một cái chỗ đó, vô lý không thể tưởng được. Nó rất là vô lý. Một năm mà chúng ta không thay đổi được, được ở đi đến một cái chỗ khác vài ngày à, một năm 365 ngày mà chúng ta không đi đến được chỗ khác chừng vài ngày à, chừng 5 ngày à, 7 ngày, 10 ngày à, một năm chúng ta không làm được cái việc đó. Làm ăn gì mà dữ vậy, mà làm ăn gì mà tới 365 ngày mà chúng ta không đi nổi vậy, các bạn làm ăn gì mà dữ vậy. Làm ăn đến nổi mà không dành cho mình được 5 ngày, 7 ngày để đi tới một vùng đất mới à. Chúng ta là con người mà, chúng ta làm chủ mà. Suốt ngày cái câu cứ làm bận, cái câu đó là không có thời gian. Nhưng mà các bạn càng nói các bạn không có thời gian là các bạn càng rất là nguy hiểm, bởi vì các bạn càng về lớn tuổi. Nó là hãy dành một năm từ 5 đến 7 ngày, 10 ngày đi đến những vùng đất mới, những vùng đất mới toanh trên thế giới này, để chúng ta có dịp gì? Hít thở một cái vùng không khí mới, cái dịp nhìn thấy một cái khung cảnh mới, nhìn một cái văn hóa mới, nhìn một cái con người mới, một cái món ăn mới. Ok, bạn Nguyễn Thư Linh. Em càng đi nhiều em càng thấy trưởng thành hơn. Đúng rồi Linh à. Càng đi, năm nay em đi nước ngoài cho Linh ơi. Hãy đi ít nhất một nước. Các bạn thấy vừa qua là các bạn nào mà thấy 2 tháng trước đó mình bay qua Brunei đó. Mình bay qua Brunei đó các bạn thấy không? Mình phải bay qua nước Brunei liền. Mình phải đi. Mình phải đi. Và làm sao đó không có tiền cũng vẫn cứ đi được. Và càng đi được thì các bạn mới càng khát khao kiếm tiền nhiều hơn. Anh hay ơi, chứ nghĩ rằng cứ lãnh lương ra khỏi cửa hết tiền rồi là bỏ tay, là nhốt cái cuộc đời của mình lại ở chỗ đó luôn. Đó là chúng ta cần phải đi. Vừa rồi mình chia sẻ bạn đến với cái 9 điều. Nếu mà điều thứ 10 mình muốn nói với các bạn là hãy viết cho mình được một quyển sách, ít nhất là một quyển sách các bạn ghi vô đi. Nếu mà điều thứ 10 mà nói cho bạn là vậy đó. Cuộc đời các bạn sống 60 năm cuộc đời mà các bạn không có cái gì, không có ra nổi được quyển sách để các bạn để lại cho đời à. Bạn không ra nổi được quyển sách để lại cho đời. Nếu được thì cái điều thứ 10 các bạn phải như là phải viết cho mình được một quyển sách. Viết đó gì cũng được. Chẳng lẽ 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời mà không có cái gì để viết vào cái quyển sách đó hay sao? Không có cái gì nên sao các bạn? Nên là nếu được thì chúng ta, cái điều thứ 10 muốn gọi các bạn là chúng ta phải viết cho mình ít nhất một cái quyển sách 100 trang cũng được, để lại cho đời, tổng kết hết những cái hành trình hồi giờ chúng ta như thế nào chúng ta đã trải qua, tổng kết hết lại ra một quyển sách hết vào trong cái quyển sách đó. Đừng có để cái trải nghiệm cả cuộc đời này xong cứ đi xuống đất, mang theo xuống lòng đất luôn. Các bạn thấy vô lý mà, mang theo xuống lòng đất luôn. Ok chưa? Tuyệt lắm Linh ơi, chúc mừng em. Hồi nào rảnh inbox mình nha Linh. Inbox mình lỗ cà phê. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nên là mình chia sẻ các bạn 10 điều này, và bạn nào chưa thấm thì hãy xem lại cái 10 điều này rồi nốt ra giấy. Bạn nào mà thấy rằng là bạn bè mình chưa có thì các bạn là gửi cái livestream này cho họ xem, mà để trên Facebook, trên YouTube á, để xem, để chúng ta thay đổi và chúng ta có một cái góc nhìn mới. Đừng có suy nghĩ hàng hẹp quá rồi rốt cuộc rồi chúng ta cũng không được, rồi bạn bè chúng ta nó cũng không được cái điều gì hết. Cả cuộc đời mình mà mình không viết ra được quyển sách thì nó có một cái gì đó nó vô lý. Cả cái trải nghiệm cả cuộc đời bạn mà không có gì để viết ra quyển sách đó là cái điều mà mình muốn gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem cái chương trình livestream tối hôm nay.
Được thì các bạn hãy chia sẻ về nhà các bạn để lưu lại, để nhớ, để xem lại. Bạn nào chưa có sách thì các bạn comment số điện thoại xuống để các bạn mua sách. Sách sẽ gửi về nhà các bạn. Thứ năm hàng tuần thì mình có cái lớp kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí, các bạn đến để tham dự. Thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp, cái cách đi lên từ 5 xu. Thì mình chia sẻ bạn những cái điều này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem dõi chương trình tối hôm nay. Chúc bạn bữa tối ngu rất là ngon và nhớ chia sẻ cái livestream này. Cảm ơn các bạn.